Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng lục ngày Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ xuống hội đây, combo 4830843. Rồi, theo dõi kênh thì bấm đăng ký để được cập nhật mấy video mới. Cái clip hôm nay thì em dọn ra mấy cái hàng của cái đợt cũ. Em bán giá hành lý giá rẻ ha, vừa bán vừa tặng cho mọi người. Mấy món này thì đã, nói chung đã đăng lên rồi á mọi người, cho nên hôm nay em sẽ đăng, em quay lướt qua nhanh ha. Mọi người có xem chi tiết thì xem lại cái video cũ. Rồi, thường thì em bán sẽ có mấy món, nó sẽ là combo chung mấy món một mã, là không có tách ra game nha mọi người. Mọi người chú ý rồi xem kỹ thì chốt hàng. Khách mới thì em nhận chuyển khoản nha. Rồi, đây, quay tổng thể cho mọi người xem. Rất là nhiều món luôn. Đó. Rồi, đầu tiên là cái đèn số 1. 45 ngàn. Đèn dây tóc nha, xài điện 100V. Cái này gần như mới, chưa sử dụng. Bóng là nó trong cái hộp bọc, bóc ra luôn. Đây, Edman. Điện 100V. Rồi mã số 1, 400 ngàn. Thứ hai, số 2 là cái bấm ghim. Cái bấm ghim này bấm thùng cạp tông nha, hoạt động ok. Bấm ghim của Nhật. Rồi giá 600 nha, tặng hai cái này luôn. Sợi dây gàng đồ này, của Nhật luôn. Với cái túi đựng máy của Makita nội địa Nhật luôn. Thông số nó hình chữ Nhật luôn nha mọi người. Rồi giá 600 ngàn, mã số 2. Số 3 là cái máy wifi nha. Máy wifi của thương hiệu Black and Decker của nước Mỹ. Đây vô ta luôn. Mỹ nha. Xài điện 100V luôn nha mọi người. À, điện 120 nhưng mình xài 100 cũng được, 110 cũng được. Zin nó hàng 120 nè. Cái này có khuyết điểm là cái viên than này nó bị mẻ một tí thôi. Còn lại đẹp, nguyên máy đẹp, cổ góp đẹp luôn, mở ra coi đẹp luôn. Đó, xài mũi nhỏ đó, mũi thông dụng. Cử điều chỉnh lên xuống này dây zin luôn. Thanh lý 300 ngàn, mã số 3 nha mọi người. Rồi số 4 là bấm ghim với cây thước của Japan 30mm này. Bộ bấm ghim này. Bấm ghim tập này nè. Bấm ghim của Nhật. Kèm theo là bộ một cái hộp ghim, hộp đinh ghim luôn nè. 1.000 cái đó. Với cây thước. Mã số 4 nha mọi người, 300 ngàn. Đây, số 5 là hai cây hước nè. Hai cây hước nha. Hai cây hước kèo góc vuông, một cây 50mm, cây xin lỗi 50cm, một cây là 30cm. Đó. Hai cây kèo vuông loại bằng thép 1 ly. Mã số 5 nha, 100 ngàn. Số 6 là hai cây kèo vuông. Đây. Hai cây cây buông 50 nè, bằng nhau với một cặp cử bằng đồng mọi người. Cặp cái gì quên, là cảo gỗ á, loại xài mini. Mấy cây ngắn cây dài nè,
Rồi 4 món mọi người, 300 ngàn mã số 6. Rồi số 7 đây. 3 món nha. Cái ống mở buri của bên đúp rập này, ổ khóa này mắc số à. Giờ mọi người dò thôi, 3 số ổ khóa của Nhật. Một cây hước đo gem, đo khe hở, hước cơ khí, đo khe hở này. Nó các cỡ 4 lần, 4 cỡ nha, 4 cỡ nha, đó. Mới tin, mới bóc ra luôn nè. Rồi 3 món nè, 3 món mã số 7 nha, 150 ngàn. Rồi 8, 3 món nữa. Một cây cắt kẽm của Nhật, cắt kẽm, cắt gì nhôm. Đây lưỡi còn ok, ngoại hình thì nó không đẹp tí, nhưng cắt còn ok. Rồi cái móc, móc khóa bằng nhôm, móc mình bằng nhôm mọi người. Một cái gấp, cái nhíp gấp với lại cái xoay, xoay đất đó. Rồi 3 món luôn, mã số 8 nha mọi người, 300 ngàn. Rồi cái này là video 190 nha mọi người, để mọi người chốt hàng đừng có bị nhầm ha. Có cái mã video. Rồi số 9 là cái máy tính Casio. Đây Casio xài pin, máy này xài pin. Đây mở lên hoạt động ok, máy tính của Nhật, có tiếng Nhật luôn nè. Rồi với cái đo nhiệt này nó còn lên nha mọi người, như lúc trước có bỏ pin vô mà giờ mất pin nè. Nó xài viên pin nhỏ nhỏ đây nè, đo nhiệt độ. Rồi tặng luôn, mua cái máy tính tặng nha, 100 ngàn, mã số 9. Rồi số 10 là đây, 3 món nha. Một cái kẹp gỗ, kẹp gỗ làm mộc nè. Rồi với lại bộ điêu khắc nè, đẹp, bộ điêu khắc đẹp luôn. Đây lưỡi đẹp hết nha. Rồi mã số 10, 250 nha. Rồi một cái bàn ủi hoạt động ok, xài điện 100V nha. Nè bàn ủi nè, xài điện 100V mọi người. Có điều chỉnh nhiệt. Rồi, tặng kèm cái khung hình có đồng hồ, bao vòng chạy luôn. Cái đồng hồ này xài pin nha. Đó, chạy giờ chính xác luôn nha mọi người. Khung ảnh nhỏ nè, gắn hình vô đây. Rồi 200 ngàn, mã 11. Mười hai là cái kìm bấm của mát, cái kìm bấm dây đai gần đồ, dây rút hàng á mọi người, có đóng hàng á, kiện hàng á, nó rút cái dây đai á, lấy này bấm ha. Đây kìm bấm size 12 mm. Rồi tặng cái hước nè, cái hước Japan Tajima, mã 12, 300 ngàn. Rồi 13 đây, cái bình nước nha, đẹp, bình nước đẹp, bình giữ nhiệt á, bình giữ nhiệt size nhỏ xíu,
Đây cái bình này tầm đựng chắc 200 mấy ml rồi. Cho 2,5 đi. Đó. Có nút lấy nước này. Rồi mã 13 mọi người, 150 ngàn. Cái này đếm nhịp của nhạc nè mọi người. Nhịp điệu của giai điệu á. À, nó có nhịp nè. Bỏ pin vô ha. Đó. Còn hoạt động ok, Japan sản xuất luôn. Té thử rồi. Bỏ pin vô. Nó chạy. Chạy cái nó nhảy nhảy cái kim này qua lại nè, nó vậy á. Nó qua 1 2 3 4 cái nó phát ra âm một cái. Báo báo nhịp á. Hoặc là mình tùy mình điều chỉnh nè. 1 2 4 5 6. Nó nhiều lắm. Rồi, 150 ngàn, mã số 13. Rồi 14 nè. Một cặp ti bên hơi còn đẹp. Đây, một cây của Nhật, một cây sản xuất tại Trung Quốc đó, hai cây nha. Chính hãng của SMC. Cái tập đoàn chuyên sản xuất mấy đồ linh kiện chung mà CNC chính xác rồi. Với cục nguồn 12V nha. Đây cục nguồn 12V 5W. Điện 100 120. Điện vô 100 120, điện ra 12V 5W của Japan sản xuất. Đây nguồn DC á. Còn sống. Rồi cặp ti bên này. Ti hơi này như mới, chế làm ống bơm làm gì cũng được, là đúng việc thì nó rất là cần cái bên hơi này nha mọi người. Bên của Japan nè, bên bự nè, chung chính hãng đó. Rồi nó sản xuất tùy nơi thôi. Rồi ba món này là mã 14 mọi người, 400 ngàn. Rồi 15 cái xẻng nè. Ở 15 là cái xẻng của Nhật, thương hiệu con voi nè. Cái xẻng xếp cái lưỡi nó lại được ha. Và mở ra làm cái xẻng đó. Cái giá xúc đồ khóa lại nó sẽ cứng, khóa đây nè. Còn đẹp, lưỡi đẹp hết nè. Rồi tặng cái đập thịt cho mọi người, đập thịt bằng nhôm. Đập thịt nè. Rồi mã 15 nha, 500 ngàn. Đây có thương hiệu của voi luôn nè. Nó dập hình vô cái lưỡi luôn. Chung bằng thép hết. Nguyên cây nó bằng. Rồi 16. Cái máy đục nha. Máy đục Ryobi. Hoạt động ok. Có test chạy hết mà nhau rồi. Mọi người xem thì quay lại clip cũ vậy. Rồi Ryobi tặng cái máy này. Máy này chết. Về không biết bị gì. Chung là không có sửa. Nó chết nè. Đây luôn. Thường đa số này là nó chết cái con gì á, trong cái mạch mà trong thai cũng chở thôi, con đó là nó hoạt động rồi, chứ nó motor đồ nó còn không có cháy đâu. Rồi mã 16 nha, 500 ngàn. Rồi 17 cái đồ xe đạp. Một cái càng thắng của xe đạp bằng nhôm, full nhôm luôn, rất là nhẹ. Và một cọng dây thắng Japan luôn. Dây thắng dài 1,9 m. Đó. Một cái logo của xe ô tô Nissan.
Logo rất là nặng luôn, full nó bằng như bằng inox mọi người, rất là nặng. Rồi cây này nó bị gãy miếng, cái cảo sên nè bị gãy rồi, tặng. Rồi ba món mã 17 nha, 300 ngàn. Rồi 18 là hai cái quạt nè, hai quạt DC 12V, 12V 0.45A, một con của Sanyo, một con của gì đây, đây Delta đó, hai con quạt DC nha. Rồi hai con mã 18 200 ngàn. Rồi tiếp theo mã 19 nè, đồng hồ nha, đồng hồ Senco đó. Cái này chi tiết đã có clip trước nha mọi người, người muốn xem chi tiết quay lại nha, hoạt động ok. Nó vỏ rổ nha, cái này nó chỉ khuyết miếng là nó nứt tí đây nè, nè nứt nè đó, còn trước không ảnh hưởng gì hết. Tặng cái này luôn, cái này hoạt động ok, cái nhỏ nè giao ban luôn, hai cái đều giao ban hết nha, máy giao ban hết. Rồi mã 19 nha, 600 ngàn. Mưa là cái máy hút bụi đây, thanh lý 300 ngàn. Máy này nó chạy ok, nó chạy rất là mạnh, nhưng mà nó bị khuyết cái là nó bạc rạng, nó hơi xào tí, bạc rạng hơi xào xào á đó. Đó xài điện 100V nha, của Makita xưa nè, điện 100V 350W, mã 20 300 ngàn. Makita nè, đầy đủ ống hút, ống hỏi nè. Rồi cái này chế vô nó hút, hoặc là mình hút bằng cái đầu này cũng được nè, nó thiết kế để cho mình gắn vậy á. 300 ngàn, mã 20. Rồi, mã 21 nè. Cái lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa vòng nha mọi người, lưỡi cưa vòng của Utah Mỹ sản xuất. Đây lưỡi cưa của Mỹ, kích thước là 2m6 70. Nhân đây, đó. Chiều dài nó là 2m6 70. Này cưa gỗ nha, đây. Lưỡi dạng gắn máy cưa vòng bự bự, lưỡi cưa gỗ mới tinh chưa sử dụng. Utah lưỡi Mỹ. Rồi với cái khoét gỗ, khoét lỗ nè, khoét gỗ của Nhật, khoét lỗ, khoét lỗ thạch cao gỗ cũng được. Mã 21 300 ngàn. Rồi 22 nè, ba cái cuộn cước câu cá mới tinh chưa sử dụng, đây thông số như này, với một cặp bấm tập tập tay mọi người, tập cơ tay. Rồi mã 22 nha, 200 ngàn, 200 ngàn. Rồi 23 nè, cái mỏ lết dùng cho xe đạp, mỏ lết mỏng với một cái lưỡi khoét, nó lưỡi khoét thạch cao,
Mallet Japan nha, của Engineer luôn. Mã 23 200 ngàn. Rồi tiếp theo nè, một cái mỏ hàng còn rất là đẹp mà nó thiếu cái đầu thôi mà mọi người, thiếu mũi nha. Về mua khúc đồng á, đồng dày nè, cắt bỏ vô, ok, nó không vừa thì tiện nó lại ha. Mỏ này 200W nha, điện 100V, thương hiệu Sớt. Rồi tặng một cái tay hàng, cái tay này là tay hút chì mọi người, tay hút chì gắn vô chạm của thằng Hojan. Đây, gắn chạm Hojan nè. Cái tay này thì chưa có thử, tại vì không có cái chạm để thử ha. Nè, nó giờ bị thiếu chạm, nó xài chạm điện vô cái chân này nè. Đó, thì vô chân đó đó, chân rất là nhiều, chân 4 chân thì nó vô, với lại cái nó có cái ống ống hơi để thổi, để hút á, nó hút qua bằng cái chạm. Rồi hai món mã 24 nha, 300 ngàn. Hai lăm là bộ bánh xe của nè, bánh xe thường thường về hàng mã này, bộ 4 cái bánh xe cỡ nhỏ mọi người, 4 cái, 2 cái khóa, 2 cái chạy chơi. Mã 25 nha, 250. Rồi 26 nè, 2 cái đo nhiệt độ, 2 cái đo nhiệt độ của nước này, mình cắm vô nước nóng lên là nó tăng nhiệt lên ha, nước lạnh thì giảm xuống. Rồi mã 26, 250 ngàn, một cặp, mua một tặng một. Thứ 7 là dây điện Nhật nha, dây điện Japan. Đây, 4 chui cắm, có cái đèn báo nè. Xài điện Nhật nha mọi người, xài chui dẹp này nè. Đây, xài chui dẹp nha. Còn rất là đẹp. Dây dài 3 mét. Rồi, 4 chui cắm, 4 chui. Rồi, đúng rồi, 4 chui. Rồi mã 27 nha, 150 nè. Dây Japan luôn nha, dây này nó rất là dẻo. Rồi này cũng Nhật. Rồi hàng nội địa, nó chịu 1500W nha. Rồi mã 27 nha, 150 nha. Tám nè, hai cây này anh lý 450 thôi, mã 28, hai cây chạy ok nè, pin zin của nó còn luôn. Mọi người về chế gắp ả tơ vô nha, đây cổ cắm nè. Hai chín 100 ngàn, về Imru 100, mã 29 nha. Cây khò đời mới Haco nè, tăng chỉnh đồ đủ nè. Đó, mọi người rành sửa thì lấy về nghiên cứu. 100 nha, dây zin. Rồi 30 nè. Cây này chạy ok nè. Cây khò Haco chạy ok nè. Có hai chế độ nóng lạnh. Nó chạy ok nè. Hai cây này im ru. Một cái máy sấy, máy sấy tóc. Rồi cái khò cũng Haco luôn mà đẹp, mới tinh, im ru. Đó, hai cây trang luôn, cái này về hai vỏ qua cũng đẹp luôn. Rồi mã xài điện 100V nha, 800W, dùng này 800W. Rồi mã 30 mọi người, 300 ngàn, 3 cục.
Rồi 31 cái bình. Cái bình giữ nhiệt. Bình này giữ được nóng, giữ được đá luôn, nước đá cũng giữ được. Test ok rồi. Giữ tốt. Giữ nước sôi rất là tiện, nó có nút bấm nè, chế này nè, của thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu này của Mỹ luôn. Đó. Rồi mã 31 nha, 300 ngàn. Cái này dung tích là 1 lít rưỡi, 1 lít rưỡi. Rồi 32 là cái ấm đun nước. Ấm đun nước này. Đây, dây đầy đủ nè, dây hít 500 luôn. Nó không, nó an toàn. Nó mớp tí đây thôi. Xài điện 100V nha, 870W. Ấm đun nước này như nó là 2 lít. À đây 2 lít 2 nha mọi người. Có nút để bật để nó rót nước đây luôn nè. Đó. Rồi bật đây là mình bơm nước, nó bơm cơ. Nhấn nhấn cái nó chảy nước ra. Rồi mã 32 nha. 300 ngàn. Rồi 33 hai cái ấm nè. Một cái ấm đun lỗi, cái này là bình bình giữ nước, còn cái đây là cái ấm nè. Rất là dày luôn nha, ấm Nhật. Thiếu cái nắp, ấm này thiếu cái nắp thôi. Rồi cái này bình giữ nhiệt. Rồi bình này không thấy cái tem, bị mất cái tem rồi. Mã 33 nha. 400 ngàn hai cái. Bình này test ok. Đây tem nè. Bình này nó tầm chắc 1 lít. Cái bình nãy 1 lít rưỡi, bình này nhỏ hơn tí, 1 lít. Rồi 34 đây cái Mino Au. Cái này là cái chân đứng của cái xe đạp nha. Mấy bác mà chơi xe đạp mà dòng xe đua xe nào đó, về cho nó đứng thẳng lên chân này ha, rất là nó rất là tiện. Chân đứng xe đạp, chân trống, chân trống giữa xe đạp. Mã 34 nha, 150 thôi. Chân của Nhật nha. Rồi hết rồi, kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp lại.